Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Hôm nay về cái em BC200-7-8 đây. Em này là nằm dùng nha. Nằm dùng. Cho nên đồ nó riêng đét à. Có mấy cái lỗ ở dưới này, nhìn thấy được này. Sáng. Sáng rực. Rồi xây dựng rồi. Ngang cái đây, đây cái này sẽ mở mấy cái cốc cho anh em xem nha, mình quay qua ăn vòng cái mình mở mấy cốc cho anh em xem, rồi xe cái nữa, xe cái lưng nữa. Này xe cũng mệt mỏi anh nè, nhìn thấy ti được ở trong nó bị con kiến á. Rồi xe cho em cái nữa, rồi xe ngang qua đây cái mở cái ti này luôn, nó có cái hai cái chung mở sẵn rồi. Đây nó có hai cái chung mở sẵn rồi anh em, đây nè, nó về nó mở cái này, mình hy vọng là mở đẹp. Đây nó mở rồi, đó nó có mở mấy cốc. Nâu hết anh em, nâu lắm. Mình muốn quay cái này lại cho anh em xem chút này. Nó xài nó để chắc này chắc khá lâu. Cái con này cái ái nó thay cái mới rồi. Trước mình có về cái này một cái. Trước mình có về một cái mình giao về cho hai phòng cái mới tinh. Giao về cho mấy anh em hai phòng mở nó hai cái này lại dính chùm chùm mấy cái dài chút cho nó dễ anh à. Cái dài đâu ôi sao ui à. Mén vệ sinh chút đồ nó riêng này, kéo đây kéo là sao đây, rồi lách cốc đợi rồi nhấp cái lấy kìm thử thế nào này, tại vì nó mở ra đây nè, cái này hai cái cốc này nó mở rồi. Nhấp thế này chủ yếu là mình coi đồ có riêng không anh em, đồ riêng chưa mẹ, chắc phải cần cái anh dừa cái này nè, mình đút cái cây cà lê dừa cái đó là nhấp cái này đó. Chủ yếu là mình coi chưa có mạ nè thì hụt máy mới ra được anh em, thì cứng khừ rút cái ti ra, rút cây nào cái nó vệ sinh sơ cái là nhỏ nhớt trở lại thôi. Tuy là hầu như chưa xài đó, chưa xài. Này để lâu quá sao? Lâu quá làm nhớt. Thank you.
tia sáng rực. Nó rất láng luôn. Láng lắm. Bắn dớt vô cái là bắn dớt cái tia này, cái tia này. Nó ố cho này cho lâu cho này cái láng lẫy nha anh em cho má nha, nó ố nước. Đó nó ố chút thôi, không có nào rõ kéo xuống kia. Kéo lên. Đây, cái này cũng vậy nè, cái này đánh nhẹ vệ sinh cái là nó sạch bóng à. Cái tia chưa xài. Rồi. Xịt nước cái là anh cầm theo cái mồm hơi á. Cây thứ nhất cái này, cây thứ hai nữa nè. Vệ sinh sơ cái là được. Cái bộ này là hầu như là chưa xài nha anh em. Chưa xài. Hầu như là chưa xài nha. Kéo cây thứ nhất lên coi chút. Kéo cây trên kéo lòi lên luôn. Hầu như là chưa xài nha anh em. Này nó chưa xài. Con sáng rực rồi. Rồi tải vô. Cây này chắc sơ, vệ sinh sơ đó chút rồi. Coi cây hai đầu cầm im chặt nha. Lỗ nè. Lỗ có thể nhìn thấy. Sơ cái là nó sáng rực cái là thổi khô cho nhớt vào bảo dưỡng luôn. Coi đầu nào chính nha. Quên bánh nhớt trong luôn. Chút cây cây xì qua cái này được. Này là chưa xài luôn nha nè, này chưa xài luôn. Mới tinh luôn. Rồi chắc thổi cái sơ cái là thẳng. Là mới tinh luôn anh em. Kéo ra cho nó đang có con khấm đó mà. Lắc qua lắc lại. Nó đang lọt khe rồi. Cho nhớt vô rồi. Rồi kéo ra. Cái này cũng còn đẹp quá mà đâu còn cái vệ sinh đâu. Cho nhớt vô. Đẩy rồi sạch chút rồi. Rồi kéo cái là bánh nhớt vô là được. Hơi ố nước chút này. Mới tinh rồi. Rồi, thổi cái, thổi cái, thổi cái rồi kéo nó ra.
rồi vô lại mình canh cho nó thẳng mới được đó. Hứng đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Rồi cho nhớt 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 nhớt. Vậy ôm á. Rồi, cái dưới. Cái này cái số riêng của nó này nè, thấy không? Còn cái số luôn rồi đó. Này là chỉ rút ra bảo dưỡng thôi. Wow. Đầu này nó có nhiều gạch hơn, đầu kia nó có ít hơn. Từ từ trái phải. Nhìn thấy ở bên trong luôn. Đồ nó mới tinh nha. Đồ nó mới tinh. Không phải gì. Nhưng mà cái này là mua về, lúc mình mua về anh em phải mở ra vệ sinh. Để bảo dưỡng nó chứ không là hỏi đồ riêng nữa là chết. Đồ riêng rồi chứ bán mở coi thôi. Đây. Nhìn cái này bên này nó có 3 khớp, bên này có 1 khớp lên đầu, cho nên để ý mình sợ vô vậy. Rửa cái này nó mới tinh à. Thổi một cái được. Lỗ là láng rồi nè, lỗ láng. Thổi một cái là lỗ rất láng luôn. Cho nhớt vào. Nhớt chạy từ lưa nhẹ nhàng. Cái này là nhẹ nhàng lắm anh em. Cái này bình thường. Ba cái trên vậy thôi. Ốc thôi, dùng ốc khác rồi. Mày mở nó chán quá. Cái máy cốc này có vệ sinh không? Lắc 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 lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chạy qua chạy lại cho đừng kéo, đừng tham kéo. Có những cái cây nó cũng còn ướt ra nè. Cái cây này nè. Mình cần nó vệ sinh nó một chút là được. Đó. Nhưng có những cái cây nó cũng còn ướt. Mới tinh luôn, cái chưa xài luôn. Quấn bể cốc là mấy mặt luôn. Ok, rồi cây kia.
Đây thì chắc anh lắc chút ha. Đây đồ nó hít ra nè, hít ra nên nó gì à. Đừng có quay qua nó tới cái đoạn này. Rồi kim xa xa đi chút, xa xa đi chút. Đưa cái cài tròn qua cầm xí. Xì nó mấy cà dòng nữa đi. Mình hít cái đồng thôi. Mở ra anh cầm mình cái cà lê thấy dễ nhẹ. Kiến không? Kiến bên kia. Rồi bên kia nó kiến anh không mở bên kia. Tròn nha. Tròn mấy cái lên rồi. Đấy, ra rồi đấy. Xì tròn mấy cái là được thôi. Được rồi, ra rồi, anh ăn cái lắc qua lắc lại thôi. Tay ở đây là cứng. Rồi. Quá đẹp, mới tinh. Cứng khừ. Lỗ nè. Đánh cái gì rất cái gì được rồi, chơi thôi. Ba cái trên đó. Rồi, kéo ba cái ra cho quay cái. Rồi. Cho thẳng hàng này. Đây cái dàn bên kia. Rồi kéo thẳng hàng đó. Sơ tới rồi cá trở. Cái này là hầu như là chưa xài tới nha anh em. Ba cây rất là nhẹ nha. Rồi. Rồi, rất là đẹp rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi lúc này nha. Chúc anh em ngày mới mua may mắn đắt. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ với phụ tùng xe đạp máy cố định. Số điện thoại là 0907 255 116. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông để mình up các video mới á, nó sẽ báo cho anh em. Thank you.